Vâng, lần đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị và các bạn. Và trong video của ngày hôm nay, 28 tháng 4, Phạm Thức Audio kính chào quý vị và các bạn. Và trong video của ngày hôm nay, em xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn một số sản phẩm phụ trợ cho nghe nhạc. Em dùng cái từ phụ trợ cho nghe nhạc để có thể quý vị các bạn hình dung ra là có thể cần và có thể không cần. Trước tiên là phụ trợ về độ đẹp, cái thứ hai nữa phụ trợ về âm thanh, thay đổi âm thanh. Về thay đổi âm thanh thì chỉ có lọc xì. Nếu như nói về hàng bãi thì chỉ có lọc xì nó mới có sự thay đổi âm thanh khi chúng ta đang chơi một bộ dàn mà thiếu bát, thiếu tép. Hoặc là phụ trợ về hình ảnh thì đó là những cái sản phẩm ví dụ như tuner hoặc tap hoặc là quản lý nguồn hoặc cái gì đó. Lắp thêm vào để cho một bộ dàn của chúng ta nó không đơn thuần là một cái âm ly và một cái lọc xì nữa. Thì đây trước mắt anh em là một số sản phẩm. Và em quay ngày hôm nay lên là chiếc lọc xì Pioneer SI7 với thiết kế khổ rộng 42 cm, chiều cao của nó là 15 phân, chiều sâu của bọn này thì nó rơi vào 23 cm. Với độ đẹp của hàng bên em thì toàn bộ là hàng bãi về. Và trong 7 con lọc xì Pioneer I7 ngày hôm nay quay lên tới quý vị các bạn thì có 2 con nó sẽ có một cái lỗi một tí về cái ngoại hình chứ không phải lỗi về cấu tạo máy. Nó chỉ lỗi về cái đây, nó có hơi răm răm một chút nha. Cái con bên trên này hơi răm răm một chút nha. Còn lại tất cả các chỗ khác thì là đẹp. Còn con bên dưới này thì bị răm răm một tí xíu ở chỗ này thôi. Còn lại tất cả đều đẹp và hoạt động hoàn hảo, ok. Còn những con này thì không thấy một điểm phẩy gì trên cái mặt của nó. Cũng như 4 con bên này không có điểm phẩy gì luôn. Anh em nhìn nào. Con này em có cần gạt nhé. Em có một cái cần gạt để lắp vào đây. Chả giấu gì quý vị các bạn là làm nghề mình buôn nhiều mà thì mua về thì cũng sẽ có con nó bị thiếu một hai cái cần gạt này đấy. Thì đây em đang phải đây này, một con này, hai con đã mất cần gạt. Nôm na là hàng bãi về thì có thể là bị một vấn đề gì đó mà trước tiên là thất lạc mất cái đầu cần này. Ở bên em thì đầu cần này thì bóc buộc em bán ra là nó phải báo là zin, là phải là zin, xịn nó phải là xịn đấy. Em dồn vào từ con đấy vào đây thì đây, ok quý vị các bạn nhìn không có vết gì đúng không ạ. Và cần gạt cần ghiếc ok, đầu bọc đầy đủ. Thì như những con đẹp như này sẽ có giá là 4,3 triệu một con. Tiện thể nói về cái giá thì cho em xin phép quý vị các bạn, anh em là như này. Kênh của em nói giá để bán, không phải nói giá để nói thách. Trong 1-2 hôm vừa rồi thì em cũng gặp, nói chung là gần như ngày nào cũng sẽ gặp những cú điện thoại gọi điện hỏi về giá. Xong sau đó hỏi là giá này có bớt hay không. Hoặc là họ mọi anh em đi mua thì ai cũng thích trả giá. Nhưng cho em xin phép nói thật nhé, bên em bán hàng với một tư cách là một cái người bán hàng là khác những cái kênh khác ở nhà. Là bên em bán hàng sẽ có giá, một cái tem định giá và ngày bán. Để khi anh em chơi chán bán lại thì bên em vẫn có nhu cầu thu hồi lại sản phẩm cho anh em. Nôm na như này nhé, anh em nhé. Đây, xin giới thiệu đến quý vị các bạn là em đang có một cặp Pioneer 180A. Bình thường 180A thì anh em biết kênh ở trên nhà em đang bán với giá là 24,8 triệu. Nhưng ngày hôm nay em có cặp loa này. Trước tiên là loa bass zin này, trung zin và tép zin. Đây, em bán cho khách cũng được đôi năm, gần đôi năm rồi. Hôm nay khách mang bán lại thì em có thu hồi lại.
Và em chả giấu gì quý vị các bạn là cặp loa này em thu hồi lại với cái giá nó rơi vào khoảng chừng tầm chính xác là như cả cước vận chuyển về nó rơi vào khoảng chừng xấp xỉ 16 triệu gì đó. Thì cặp loa này đây nhá, anh em nhá, nhìn này. Em sẽ bán thanh lý ra tới quý vị các bạn, bởi vì cửa hàng bán thì nó dễ, nó nhiều khách hàng. Đấy. Thì em bán ra thì em cứ tính là 16.8 đi. Em chốt ra cho anh em. 16.8 cặp loa này. Đấy, bát đây. Bát đây. Đó. Đấy, em vừa kiểm tra xong. Nói thế là anh em hiểu đúng không ạ? Sau khi anh em chơi chán thì anh em gọi điện lại bên em. Thì bên em sẽ hỗ trợ. Em cũng sẽ mua vào một cái giá và cũng sẽ bán ra một cái giá. Nôm na là cũng sẽ có một tí tiền công, tiền lời. Nhưng sẽ phải có đầu ra cho anh em. Bởi vì những cặp loa mà như 180A mà bán với giá đấy 16.800.000 thì anh em biết rồi. Nó rẻ đi. Thì dành cho những anh em nào không cần quá đẹp. Đấy. Còn như một số như nào thì em không nói, nhưng mà hàng bãi phải ra hàng bãi, hàng bờ ra hàng bờ. Đấy, nói rõ là như thế. Đấy. Thì quay lại vào chủ đề ngày hôm nay thì mấy cái sản phẩm này. Thì những chiếc lọc này bên em đang xuất ra với giá là 4 triệu. Như con này này thì em sẽ bán là 4 triệu mốt, nó chỉ bị một tí xước ở đây. Còn con này bị xước một vài tí chỗ này thì em bán là với giá là 4 triệu. Và giá này là không bao gồm tính năng mặc cả nhá. Còn những con khác đẹp như này là 4.3 triệu hết. Kể cả như con này cũng thế là 4.3 triệu. Tất cả các sản phẩm quay về nhà em thì độ đẹp bên trong ruột gan thì anh em nhìn này. Xuất sắc. Đấy. Đấy, đều ghi giá hết. Như con này số series là 082. Con này số series là 6.96. Con này số series là 868. Cái con mà bị xước này một chút này thì sẽ có số series 157. Con này là 860. Con này đẹp là 701. Con này thì em đang test cho một bác. Đây, bác đã đặt tiền cho bên em rồi. Đấy. Và cách cắm của nó để có thể cắm được hai cái đèn nó có thể sáng như này thì bên em luôn luôn đánh dấu như này nhé. Anh em hình dung ra một chiếc lọc xì như chiếc lọc này thường là nó có 3 cổng tín hiệu vào. Đây là cổng tín hiệu vào chính, cái chỗ nó vị trí này này. Đây là tín hiệu vào chính. Còn đây là tín hiệu vào phụ và đây là tín hiệu vào phụ. Mình có hai cánh cửa, mỗi cánh cửa mình chọn một cổng vào. Xong sau đó mình gạt cái này sang cái vị trí của nó thì đèn sẽ sáng hai bên. Đấy. Nếu anh em chúng ta cắm vào là cả hai cái cổng này thì nó chỉ sáng đèn một bên thôi. Đây nó sẽ sáng như này. Đây nó sẽ sáng nha. Đấy. Có nghĩa là nó đang ở cổng này này. Nó sáng có một vế này thôi. Đó. Còn nếu bây giờ chúng ta cắm và méo bên này thì nó sẽ sáng ở mé bên này. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải thả hết như này. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta bấm vào mà bấm sang đây thì nó nhận bên này. Còn bấm sang đây thì nó chỉ nhận cái tín hiệu bên này thôi. Đấy. Anh em nhìn chưa? Bấm sang đây thì nó nhận sang cửa bên này. Đấy là cái nhà sản máy sản xuất nó sản xuất ra như vậy. Còn nếu anh em muốn nó sáng cả hai thì chúng ta hãy nhả cái nút này ra. Chỉ để mỗi nút này sáng thôi. Và chúng ta chia mỗi một bên là một đường tín hiệu vào. Đó. Thế là nó sáng cả hai. Vậy là đẹp rồi đúng không ạ? Và đây. Ok. Các bác thấy nào ạ? Cách cắm này có hợp lý không ạ? Em bán con lọc xì này rất lâu rồi. Và em đã phải nói cái lọc này từ lúc buôn em đã bán cái lọc này rồi và đã phải quá nhiều quá trình. Ngày xưa em muốn chơi bài là cắt cái con IC kia ra để hàn cho hai cái bên nó sáng cùng một lúc, nhưng mà như thế nó mất cái độ nguyên bản. Đấy là cái đợt đầu tiên em làm. Nhưng sau khi mà một vài tháng nghiên cứu ra cách cắm
Thực sự ra thì dùng cái từ nghiên cứu thì nó hơi khó, cũng là đi bắt chiếc của thằng khác mà thôi. Thì cách cắm của em bây giờ đang là như vậy, thì nó sẽ sáng được hai vệ đều nhau. Đó, thì giá em đã công bố tới anh em rồi. Và cái độ cân chỉnh tiếng nhạc khi chúng ta qua quai và không qua quai, bình thường âm ly của chúng ta đánh tín hiệu nhạc mạng nào, chán không ạ? Mà em lại đang đánh vào cặp loa phổ có phun này. Đấy, nghe nó nhạt, nhạt như kiểu là ăn ốc mà không chấm mắm ấy, hoặc là ăn thịt chó mà không có mắm tôm ấy. Thì chúng ta cần bát tép mạnh lên, đúng không ạ? Bát này phải bấm qua quai đã. Đó, anh em nghe này. Đây em rút cái tai phone ra để anh em nghe rõ hơn nhá. Đó là chúng ta qua quai, thì quai nó có tính năng là phân chia giải tần. Mỗi một cái quai sản xuất ra thì nó sẽ chia ra nhiều giải tần. Như cái quai Y7 này thì nó đang có 7 giải tần. Và giải tần sâu nhất của nó là 60Hz, giải tần cao nhất của nó 15.000Hz. Nhưng mình cũng phải hiểu thêm một điều là như này. Trong tất cả các lọc xì của Nhật thì có lọc đầu bảng nhất, gọi là lọc Victor là dòng đầu bảng nhất. Xong sau đó đến lọc Pioneer, sau đó đến lọc Sansui, sau đó đến Technic hoặc là những cái hãng khác. Thì cho em đánh giá cũng cùng một cái giải này nhá, cùng một cái giải là 60Hz. Nhưng ví dụ như đây là con Pioneer Y7. Nhưng cùng cái giải này của một con âm ly khác, con lọc khác, ví dụ như lọc Sansui chẳng hạn. Thì cái giải 60Hz của con Pioneer bao giờ nó cũng có độ sâu, độ lắng mạnh hơn so với dòng Sansui. Đơn giản là bởi vì sao ạ? Bởi vì dòng Pioneer, những cái linh kiện của nó có cái sự đẳng cấp hơn, nó không giống Sansui. Đấy, thế nên tại sao dòng Pioneer bao giờ nó có một cái giá nhất định mà nó đi vào lòng người nhất định? Bởi vì nó là một trong số những sản phẩm, cái thời đầu tiên nó sản xuất thì nó là một trong số những sản phẩm được đánh giá là cho chất âm ra tốt. Nhưng bởi vì theo thời gian làm sao ạ? Pioneer công suất không lớn. Thường thường Pioneer công suất nó, những dòng âm ly Pioneer nó công suất nó trừ một số con ra, nhưng mà đa số trung bình nó chỉ khoảng tầm 150 đến 200W đổ về. Và mỗi một kênh của nó thường thường nó chỉ ra khoảng tầm 65 đến 70W một kênh. Nhưng dòng đờ nông đây chẳng hạn, 120, 130 một kênh. Rất nhiều những dòng khác công suất nó lớn hơn, đặc biệt là Sansui. Những cái chất âm của nó khi nói về dòng nghe nhạc thì chúng ta cũng chả nghe to. Vì vậy cái việc là tùy cái tai, tùy cái sở thích, tùy cái sở trường của tùy từng anh em để chúng ta phối ghép. Không nên can thiệp vào cái suy nghĩ của quý vị các bạn. Đó, em thì quan điểm của em nó là như vậy. Đấy, con lọc này nó thiết kế gồm 7 giải tần. Và tiếng của con này thì không tệ anh em nhé, rất hay luôn. Và giá của nó đấy, trong cái khung em đã báo giá cho anh em. Còn bên cạnh này thì xin giới thiệu với quý vị bạn, đây là 2, 4, 6, 5 con. 5 con tuner Pioneer 7.800 đôi. Với độ đẹp là trong vắt luôn. Đó, và nhìn thấy chưa? Thì như con trên này là đế trắng. Những cái dòng đế trắng thì em đang bán với cái giá khung cực sợ, cực khung nhà, là đẹp nhai là 1.600.000. Đấy, như con này cũng là đế trắng này, con này đế trắng này, con này đế vàng này. Con đế vàng đẹp thì nhà em đang bán là 1.700.000. Đấy, còn như con này đế trắng mà cái nút này nó hơi xước một chút như này,
em sẽ có cái nút khác để thay. Thay. Đây, em sẽ có một con như thế này em sẽ thay vô vào. Bởi vì chả giấu gì anh em, buôn là phải có số lượng thì mình mới chủ động được. Đây, như con này đẹp. Con này bị gãy một cái cần này. Vận chuyển về, con này cứ để lại để lấy đồ. Rút cái này ra. Đổi cái này sang. Đấy, là đẹp ngay có gì đâu anh em, đúng không ạ? Đấy. Đơn giản. Đấy, thế là con này bán 1.6 triệu vô tư. Ok. Đó, nguồn vàng, đế vàng. Thì là nó khác nhau mỗi cái đế này thôi này. Đế này bảy sắc cầu vồng này, giống như họa tiết này này. Thì 1.7 triệu, còn đế này 1.6 triệu. Đấy, có 5 con, anh em thích con nào liên hệ đến bên em. Con Nemli Đờ Nông 2000 Mark 2 đang đánh này, đẹp lung linh luôn. Đấy, giá là 13.800.000. À 14 triệu, giá 14 triệu, quên. Tất cả các giá em vừa báo tới quý bạn là không bao gồm tiền cước phí. Mọi thông tin anh em có thể liên hệ qua số điện thoại 0972192087, số tài khoản của em ở trên góc màn hình. Anh em mua hàng thì đặt cọc dùm vào đấy cho em những con âm, những con sản phẩm ví dụ như là tuner này, equi này, những con mà dưới 5 triệu này thì các bác chỉ việc đặt cọc cho bên em 500.000. Còn như những con đắt tiền kia thì anh em đặt cọc cho mình 1 triệu. Rồi. Phạm Thức Audio cho em xin phép được tạm dừng video của ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn, anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Kính chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.